Kính thưa quý vị và các bạn, hôm nay trong một nói chuyện với bình dân kỳ thứ 301, diễn đàn độc lập xin trình bày các vấn đề kinh tế, trần nợ và phá thai. Tổng thống Trump vẫn làm chủ sân khấu CNN phần thứ ba. Xin mời quý vị cùng các bạn tham gia. đến cô khán giả daniel rieger thưa ngài tổng thống câu hỏi của tôi liên quan đến nền kinh tế trong hai năm qua chúng ta đã thấy giá của mọi thứ tăng vọt từ thực phẩm xăng dầu cho đến các viện ích và chi phí bảo hiểm hóa đơn của nhiều người lên tới hàng trăm đô la một tháng bao gồm cả của tôi nếu được bầu làm tổng thống một lần nữa thì điều đầu tiên ngài sẽ làm để giúp giảm chi phí để mọi thứ trở nên hợp lý hơn là gì tổng thống trump trả lời ngay khoan dầu và hãy khoan cơn ơi và khán giả vỗ tay vang dội cả hậu trường và ông tiếp tục trả lời về kinh tế không cần cầm thể hướng dẫn ló thuộc nhưng vẫn đọc không trôi như ông Biden. Ông nói một tràng nhanh như pháo nổ hơn là đọc thuộc lòng, y như chính người đã tạo ra sản phẩm và giải thích về nó. Cô Collins không tìm được chỗ ngắt cho nên đành ngồi nghe. Ông nói, các bạn biết điều đó có nghĩa là gì? Chúng ta đã độc lập về năng lượng. Chúng ta đã sớm chiếm ưu thế về năng lượng và chưa ai từng làm được những gì như tôi đã làm. Chúng ta đã giảm giá, giá dầu xăng xuống 187 đô la. Trên thực tế, trong một số trường hợp nó đã giảm xuống thấp hơn mức đó chúng ta phải cứu các công ty dầu mỏ giá đã trở nên quá mức chúng tôi đã làm rất tốt chúng ta có nền kinh tế vĩ đại nhất trong lịch sử của đất nước mình có lẽ là nền kinh tế vĩ đại nhất trong lịch sử thế giới chúng ta đã độc lập về năng lượng sẽ sớm trở thành ưu thế về năng lượng xăng dầu của chúng ta sẽ nhiều hơn nga và ả rập saudi cộng lại rồi gấp đôi chúng ta có nhiều vàng lỏng dưới chân hơn bất kỳ quốc gia nào khác bất kỳ quốc gia nào khác nhưng những kẻ ngu ngốc này đã chấm dứt năng lượng từ 1.87 đô la và thậm chí còn thấp hơn đối với xăng ô tô. Chúng đã tăng từ 1.87 đô la lên 5 đô la, 6 đô la, 7 đô la, 8 đô la và thậm chí 9 đô la. Và hóa đơn tiền điện của các bạn cũng đã tăng vọt. Hóa đơn sửa ấm của các bạn đã tăng vọt và đó là nguyên nhân bắt đầu lạm phát. Nó vẫn chưa dừng lại bởi vì mọi người đang trả tiền cho thịt sông khói và trứng gấp 2, gấp 3 lần so với cách đây ít lâu. Chúng tôi đã tạo ra nền kinh tế vĩ đại nhất trong lịch sử. Một phần quan trọng của nền kinh tế đó là tôi đã mang đến cho các bạn những đợt cắt giảm thuế lớn nhất trong lịch sử của đất nước của chúng ta, lớn hơn các đợt cắt giảm của tổng thống Reagan, lớn hơn của bất kỳ ai. Và ngoài ra, Kathleen, như cô biết đấy, chúng tôi đã có những quy định lớn nhất trong việc cắt giảm các quy định ràng buộc. Thành công này đã chấn động, nhưng sau đó chúng ta được tặng một món quà từ Trung Quốc và Trung Quốc đã phải trả giá đắt để tôi nói cho các bạn biết điều này trước khi covid ập đến ta đã nhận hàng trăm tỷ đô la tiền thuế từ trung quốc sau đó tôi đã xây dựng lại nền kinh tế lần thứ hai trước khi covid đến từ trung quốc từ vũ hán mà tôi đã nói nó đến từ vũ hán mọi người đều nói ồ ông đã sai rồi ông sai rồi nó đến từ vũ hán tôi đã nói ngay từ ngày đầu tiên chúng ta đã có nền kinh tế lớn nhất thế giới đây là câu chuyện họ đã gây ra cho giá năng lượng lên quá cao và năng lượng là tất cả nó khổng lồ như là một ngành công nghiệp và như là một cái giá nó nâng mọi thứ lên và điều này bây giờ tổng thống mới có dịp nói trong khi chúng ta đã lập luận nhiều lần trước đây năng lượng là nguồn sống mưu toan thay đổi đột ngột trong khi chưa có đủ khả năng để thay thế hoàn toàn hoặc là triệt hạ năng lượng chẳng khác nào các đứt mạch máu của sinh vật vậy Cô Collins định chen vào, nhưng Tổng thống Trump nói tiếp, nếu bạn làm bánh rán, bất kể bạn đã làm gì, và chúng ta đã có lạm phát, những thứ mà tôi đoán là chúng ta đã không có. Như đã nói, trong 52 năm, nhưng tôi nghĩ nhiều hơn thế, chúng ta đã không có lạm phát, chúng ta đã có mức giá năng lượng thấp nhất trong nhiều thập kỷ. Đất nước này đang vươn lên. Tiện đây tôi mới nói, chúng ta đã có biên giới an toàn nhất trong lịch sử của đất nước chúng ta, nhưng bây giờ thì chúng ta có biên giới vỡ tan. Đến đây, một lần nữa khán giả vỗ tay vang dội ác các câu hỏi tiếp theo của Collins về Hoa Kỳ sắp vỡ nợ. Quốc hội Cộng hòa đang làm luật tăng trần nợ kèm điều kiện hạn chế chi tiêu phong phí để cân bằng ngân sách. Nhưng chính phủ của ông Biden và Dân Chủ chỉ đòi tăng trần nợ theo ý muốn và không muốn hạn chế chi tiêu. Nếu không có thỏa thuận thì chính phủ có thể phải đóng cửa một thời gian. Nói đến chuyện đóng cửa chính phủ, ta lại nhớ đến năm 2018. Cũng kiểu hù dọa rằng hàng triệu việc làm sẽ bị mất, nhiều người sẽ không được lãnh tiền lương những gia đình nghèo sẽ đói khát vân vân và vân vân. Lúc ấy thì dân chủ với luận điệu cho rằng không cần bức tường, họ cũng có thể bảo vệ được biên giới để cho người vượt biên không tràn vào. Và không cần nói quý vị và các bạn ít dư biết, chỉ có người chỉ biết nghe mà không chịu suy nghĩ thì mới tin kiểu lập luận chính trị phái đạo này. Lúc ấy, tại phòng bầu dục, ông George Schumer và chị phù thủy Pelosi quy lỗi để dọa Tổng thống Trump về điểm chính trị. George Schumer một mực nói rằng là Tổng thống Trump đòi đóng cửa chính phủ đến 20 lần nếu không có bức tường biên giới. George Schumer đã lên giọng như đắc thắng. Ông nói như thế, ông đã nói như thế. Nhưng không ngờ Tổng thống Trump chẳng màng chính trị. Ông đấm ngực và nói rằng ông sẵn sàng và hãnh diện chịu trách nhiệm đóng cửa chính phủ vì an ninh biên giới, bảo vệ người Hoa Kỳ. Ông nói, ông chắc à, ông muốn biết vài điều này không? Được rồi, ông muốn đặt trách nhiệm lên tôi, tôi sẽ nhận cho, ok. Ông biết tôi sẽ nói gì không? Vâng, nếu chúng tôi không đạt được những gì chúng tôi muốn bằng cách này hay cách khác, cho dù đó là thông qua các ông bà, thông qua quân đội, thông qua bất kỳ điều gì mà ông bà muốn, tôi sẽ đóng cửa chính phủ hoàn toàn. Tôi tự hào và tôi cho ông biết tôi tự hào đóng cửa chính phủ vì an ninh biên giới. Ông chắc à, bởi vì người dân đất nước này không muốn tội phạm, những người có nhiều vấn đề và ma túy tràn ngập vào đất nước chúng ta. Vì vậy tôi sẽ bao hết, tôi sẽ là người đóng cửa chính phủ. Tôi sẽ không thèm đổ lỗi cho ông vì điều đó. Lần cuối cùng ông đóng cửa nhưng nó không mang lại ích lợi gì Và tôi sẽ bao hết việc đóng cửa chính phủ Tôi sẽ đóng cửa vì an ninh biên giới Như vậy có được chưa? Tưởng đâu là hù được Nhưng bất ngờ như là ném sỏi xuống hồ Chumata ngồi gật gù, ngỡ ngàng chịu thua

If we don't get what we want, one way or the other, whether it's through you, through a military, through anything you want to call, I will shut down the government. Okay, Absolutely. Fair enough. And we I disagree. am proud, and I'll we tell disagree. You what, I am proud to shut down the government for border security, Chuck, because the people of this country don't want criminals and people that have lots of problems and drugs pouring into our country. So I will take the mantle i will be the one to shut it down i'm not going to blame you for it the last time you shut it down it didn't work i will take the mantle Good. of shutting down and funny. i'm going to shut it down for border but we security. believe you shouldn't okay. shut it down <laughs> Câu hỏi của tôi là ngài nghĩ gì về tình trạng nợ hiện tại của Hoa Kỳ và làm thế nào chúng ta có thể tiến lên phía trước? Tổng thống Trump đáp, đây là một câu hỏi quan trọng. Chúng ta đang ở mức 33.000 tỷ đô la, một con số mà không ai từng nghĩ là có thể. Khi nền kinh tế của chúng ta rung chuyển ngay trước khi Covid xuất hiện, theo đúng nghĩa đen, chúng ta đang tạo ra được sự hưng thịnh. Về dầu mỏ thì chúng ta kiếm được rất nhiều tiền từ dầu mỏ, chúng ta sẽ bắt đầu trả nợ. Nhưng sau khi Covid đến, chúng ta phải làm những việc khác. Chúng ta phải giữ cho đất nước này tồn tại vì nó quá nghiêm trọng, nhưng chúng ta phải đưa đất nước quay lại. Chúng ta phải làm giảm giá năng lượng. Lãi suất cao ngất ngưỡng, chúng ta phải giảm lãi suất. Giá năng lượng phải đi xuống, tất cả phải đi xuống và chúng ta phải bắt đầu trả hết nợ. Nhưng khi chúng ta có giới hạn nợ và họ sử dụng điều đó rất nghiêm túc đối với tôi. Họ đã đến, Schumer đến cùng với Nancy Pelosi và họ đang nói chúng tôi sẽ vi phạm, chúng tôi sẽ làm bất cứ điều gì. Bây giờ họ đã nói rất khác so với những gì họ làm và trong cuộc điều đình trần nợ thì tổng thống trump đã cho quốc hội cộng hòa một lời khuyên giữ vững lập trường làm việc đúng rồi sẽ có kết quả tốt điều này đã khiến cho cánh tả tức điên tiết ông nói tôi nói với các đảng viên cộng hòa ngoài kia dân biểu nghị sĩ nếu họ không cắt giảm lớn cho bạn cho các bạn thì các bạn sẽ phải cho vỡ nợ tôi không tin rằng họ sẽ để cho vỡ nợ vì tôi nghĩ đảng dân chủ sẽ nhất định nhượng bộ vì họ không muốn điều đó xảy ra nhưng nó tốt hơn những gì chúng ta đang làm bây giờ bởi vì chúng ta đang tiêu tiền như những thủy thủ say xỉn. Các bạn biết cách biểu hiện đấy. Cô Collins liền hỏi. Vì vậy, để cho rõ ràng, thưa Tổng thống, ông nghĩ Hoa Kỳ nên vỡ nợ nếu Tòa Bạch Ốc không đồng ý cách giảm chi tiêu mà đảng Cộng Hòa đang yêu cầu. Có phải không? Đến đây chúng ta thấy Tổng thống Trump không phải làm liều, nhưng ông quả là sư phụ đàm khoan. Ông thấy trước là không có chuyện vỡ nợ. Bởi vỡ nợ không phải là chỉ Cộng Hòa bị chê trách mà chính phủ và đảng Dân Chủ còn bị chê trách nặng hơn bởi vì quyền lực thượng viện và chính phủ ở trong tay của dân chủ. Trong khi Hạ viện Cộng hòa chỉ làm việc hết mình, nhưng dân chủ không có thiện chí, không hợp tác, ngay cả thương lượng cũng không muốn. Tổng thống Trump nói tiếp, này nhé, bạn cũng có thể làm điều đó ngay bây giờ, vì bạn sẽ làm điều đó sau, bởi vì chúng ta sẽ phải cứu đất nước này. Đất nước chúng ta đang chết dần, chết mòn. Đất nước chúng ta đang bị phá hủy bởi những kẻ ngu ngốc, bởi những kẻ rất là u mê. Cô Collins chen vào. Ông đã từng nói rằng việc sử dụng trần nợ như là một cái nêm đàm phán không thể xảy ra. Ông nói như thế khi ông còn ở trong phòng bào dục. Chắc chắn như vậy, đó là khi tôi còn làm tổng thống. Vậy tại sao bây giờ ông đã ra khỏi văn phòng lại khác? Bởi vì bây giờ tôi không phải là tổng thống. <laughs> và một lần nữa khán giả vỗ tay reo. Thế thì chết rồi, em ơi. Có cô Collins quy trách nhiệm và cô nói, việc vỡ nợ của Hoa Kỳ sẽ là hậu quả lớn cho mọi người, ngay cả trong căn phòng này cho tất cả mọi người Mỹ. Tổng thống Trump trả lời, cô không có biết đâu, cô không biết đâu. Đó là tâm lý. Nó thực sự về tâm lý hơn bất cứ điều gì khác. Nó có thể rất tệ, nó có thể là không có gì. Có thể bạn có một tuần lễ tồi tệ hoặc là một ngày tồi tệ. Nhưng hãy nhìn xem, bạn phải cắt giảm chi phí của mình. Chúng ta đang chi 7.000 tỷ đô la, phần lớn cho những thứ vô nghĩa. 7.000 tỷ đô la cho những thứ vô nghĩa đấy. Collins có chen ngang trong khi Tổng thống Trump nói tiếp, tôi thực sự đã nói, rút tất cả số tiền đang bị lãng phí và thẳng thắn mà nói, Thượng viện lẽ ra không bao giờ nên thông qua nó. Hãy rút tất cả số tiền đã bị lãng phí đó. Nếu họ không loại bỏ được số tiền đó, bạn sẽ phải cho vỡ nợ. Được chứ, bạn phải cho vỡ nợ đấy. Và như thế mặc sức cho các anh chị đài báo chống Trump tha hồ hát rằng Ôi trời ơi, ông Trump đòi vỡ nợ, cho đóng cửa chính phủ. Người nghèo, người em welfare, chứ này chắc là chết đói, chết khác. Không có tiền đổ xăng, không có và không có không có cái này, không có cái kia vân vân. Nhưng cả bọn họ không thấy cái mà ông thấy là lớn hơn. Không có nhà, không có phòng và sắm giường để đâu. Và ông đã nhắc nhanh có ý cảnh báo cho dân chủ luôn. Tổng thống Trump nói tiếp, nhân đây cuối cùng bạn cũng sẽ phải vỡ nợ, nhưng nó sẽ trở nên lộn trộn hơn nhiều. Tôi không nghĩ bạn phải vỡ nợ. Tôi nghĩ rằng nếu đảng Cộng Hòa giữ vững lập trường và họ nói rằng chúng tôi muốn nằm, Giả sử chúng tôi muốn giảm 5.000 tỷ đô la, tôi thực sự nghĩ rằng đảng Dân Chủ không có lựa chọn nào khác ngoài việc làm điều đó. Nếu tôi thắng, họ sẽ làm điều tương tự với tôi trong hai năm nữa. Tôi bảo đảm với các bạn điều đó. Họ sẽ trao trò đá banh cứng như họ đã từng làm. Một cô khán giả, Julie Miles, đã hỏi, thưa ngài, ngài định làm thế nào để thu hút cử tri nữ ở New Hampshire, những người quan tâm đến quyết định của Dobbs và cách các tiểu bang có thể thay đổi luật của họ? Tổng thống Trump trả lời, chiến thắng, và bây giờ mọi người đều hiểu nó. Bạn biết rằng họ muốn mang nó trở lại Hoa Kỳ, nhưng đó có lẽ là phần kém quan trọng nhất trong chiến thắng đó. Loại bỏ Roe v. Wade là một điều phi thường đối với những người ủng hộ sự sống, vì nó mang lại cho họ một cái gì đó để thương lượng. Phía ủng hộ sự sống hoàn toàn không còn gì bị mắc kẹt trong Roe v. Wade để thương lượng. Và bây giờ những gì đang xảy ra và tôi thấy tất cả, giao dịch đang được thực hiện, giao dịch sẽ được thực hiện. Và hãy nhìn xem tất cả những người từng là tổng thống đều muốn loại bỏ và cố gắng loại bỏ Roe v. Wade. Nói đến đảng viên Cộng Hòa, trong 50 năm điều này đã và đang diễn ra. Trên thực tế là một vài đảng viên Dân Chủ cũng vậy. Nhưng trong 50 năm điều này đã diễn ra. Tôi đã có thể làm điều đó và tôi rất vinh dự được làm điều đó nhưng bằng cách làm điều đó thì mọi thứ đang diễn ra rất và rất tích cực và tôi đã tin vào những ngoại lệ cuộc sống của người mẹ nào là hiếp dâm loạn luân giống như ronald reagan tin vào những ngoại lệ và tôi cũng đã tin có điều đó tôi nghĩ rằng nó thực sự quan trọng để làm điều đó nhưng rất nhiều người phản đối điều đó một con số tương đối nhỏ nhưng theo cái nhìn của tôi tôi nghĩ nói lên điều này là rất quan trọng tôi coi phía bên kia là cấp tiến cực đoan bởi vì phía bên kia theo Roe v. Wade và những thứ khác Phía bên kia họ cực đoan vì họ sẽ nhớ cuộc tranh luận với Hillary Clinton. Tôi nói họ sẽ em bé ra khỏi bụng mẹ vào cuối tháng thứ 9. Họ sẽ giết đứa bé vào tháng thứ 9. Nếu bạn nhìn vào ông cựu thống đốc điên rồ của Virginia, ông ta nói, không, đứa trẻ sẽ được sinh ra và sau đó chúng tôi sẽ quyết định căn bản là có nên chữ tử đứa bé hay không. Trong suốt cuộc nói chuyện về đề tài này, thì cô Collins nhì nhằn đòi Tổng thống Trump phải trả lời dứt khoát rằng nếu ông đắc cử thì ông sẽ ký luật cấm phá thai hay không khi họ đặt dự luật lên bàn. Và theo ông thì cấm phá thai sau mấy tuần. Cô ta cứ lặp đi lặp lại câu hỏi này cho đến phút chót. Trong khi đó thì Tổng thống Trump dắt cô ta đi lòng vòng cho đến hết giờ. Ông nói về việc chiến thắng, ông đã cử ba thẩm phán tuyệt vời nên Roe v. Wade mới bị loại. Và từ đó phía ủng hộ sự sống mới có cánh tay đòn, mới có tiếng nói mạnh mẽ để lên tiếng, để đàm phán. Đây là điều mà 50 năm qua phía ủng hộ sự sống không có và cô ta bị dắt đi mỏi giò, nhưng cô ta vẫn không đạt được ý định đóng đinh Tổng thống Trump vào câu trả lời nhất định để sau này báo chí có thể tấn công. Cô ta lặp đi lặp lại rằng ông vẫn chưa trả lời câu hỏi của cô. Tổng thống Trump thì nói rằng ông đã trả lời cô ta đến 4 lần rồi, nhưng cô ta không nhận ra. Và để đến phút chót, ông mới nói một câu rất là đơn giản, ông sẽ quyết định khi nghe nhiều ý kiến khác nhau tổng thống trump nói tiếp đây là những người cấp tiến cực đoan chứ không phải là những người ủng hộ sự sống cực đoan và những gì tôi sẽ làm là thương lượng để mọi người hài lòng thực tế là chúng ta đã có thể tôi đã có thể tôi rất tự hào về điều đó chúng tôi đã đưa ba thẩm phán vĩ đại vào tố cao pháp viện chúng ta có gần 300 thẩm phán liên bang tại tối cao pháp viện, các tiểu bang. Và đến đây một lần nữa, khán giả vỗ tay tán thưởng. Cũng câu hỏi đó cô tiếp, và Tổng thống Trump trả lời, tôi đã nói điều này, tôi đã nói điều này, tôi muốn làm những gì đúng, và chúng tôi đang tìm kiếm, và chúng tôi muốn làm những gì phù hợp với mọi người. Nhưng bây giờ, lần đầu tiên, những người ủng hộ sự sống có khả năng đàm phán, bởi vì trước đây bạn không có khả năng đó. Họ có thể giết đứa bé vào tháng thứ 9, hoặc là sau khi đứa bé được sinh ra, bây giờ họ sẽ không thể làm điều đó. Một lần nữa, cô Colin cũng lặp lại câu hỏi đó, và Tổng thống Trump trả lời, Vâng, nhiều người trong số họ sẽ cho bạn câu trả lời giống như tôi. Trước hết, tôi rất vinh dự vì đã làm được những gì mình đã làm. Và rất nhiều người nói, họ nói trong 150 năm giờ đây, ông ấy là Tổng thống quan trọng nhất vì ông ấy đã cứu rất nhiều sinh mạng. Và tôi rất vinh dự vì đã làm được điều đó. Và vì những gì tôi đã làm, giờ đây chúng ta có khả năng đàm phán tuyệt vời. Đó là những gì tôi làm trong cuộc sống. Tôi thương lượng. Chúng tôi có khả năng đàm phán tuyệt vời. Và tôi nghĩ chúng tôi sẽ có thể hoàn thành công việc. Cô Collins một lần nữa lặp lại câu hỏi đó và ông trả lời. Một số người nói 6 tuần, một số người khác nói 3 tuần. Còn Tổng thống Trump thì sao? Ông trả lời, Tổng thống Trump sẽ đưa ra quyết định về những gì ông nghĩ là tốt cho đất nước và những gì công bằng cho đất nước. Nhưng thực tế là tôi đã có thể kết thúc Roe v. Wade sau 50 năm cố gắng. Nó đã được thực hiện trong 50 năm tôi chưa bao giờ thấy bất cứ điều gì giống như thế. Việc ấy đã trải qua và tôi rất vinh dự đã làm điều đó. Hiện tại chúng tôi đang ở một vị thế đàm phán rất tốt chỉ vì những gì tôi đã có thể làm. Và hãy nhớ điều này, một lần nữa, bạn nói về chủ nghĩa cấp tiến. Những người sẽ giúp một đứa bé vào tháng thứ 9, tháng thứ 8 hoặc là tháng thứ 7, hoặc sau khi đứa trẻ được sinh ra. Họ là những người cấp tiến, không phải là những người phò sự sống. Và đến đây một lần nữa, khán giả vỗ tay tán thành. Cô Collins lặp lại câu hỏi một lần nữa và Tổng thống Trump trả lời. Tôi đã cho bạn câu trả lời có lẽ là bốn lần rồi mà. Có câu nào đâu chứ? Ông vẫn chưa trả lời mà. Tổng thống Trump tiếp. Tôi đang xem xét một giải pháp sẽ có hiệu quả. Vấn đề rất là phức tạp đối với đất nước. Bạn có những người ở cả hai phía của một vấn đề. Nhưng chúng tôi hiện đang ở một vị thế rất mạnh. Những người ủng hộ sự sống đang ở một vị thế mạnh mẽ để thực hiện một thỏa thuận sẽ tốt đẹp và sẽ làm hài lòng họ bạn thậm chí sẽ không có một cuộc thảo luận nào nếu bạn không thể thoát ra khỏi Roe v. Wade. Thứ đã đặt những người ủng hộ sự sống vào thế chết cứng, một tình thế khủng khiếp. Họ có thể giết đứa bé bất kỳ lúc nào họ muốn. Nhưng chúng tôi đã làm một việc mà không ai nghĩ là có thể làm được. Và nhân tiện, các tổng thống cộng hòa khác và những người khác, họ muốn loại bỏ nó. Họ cũng muốn mang nó trở lại Hoa Kỳ. Nhưng đưa nó trở lại Hoa Kỳ là một vấn đề ít quan trọng hơn là vấn đề mà chúng ta vừa nói đến. Collins kèo nhau câu hỏi một lần nữa và Tổng thống Trump trả lời, điều đó phụ thuộc vào những thỏa thuận là gì? Lindsey Graham là một người tốt, anh ấy có ý tưởng, và rất nhiều người khác có ý tưởng, và tôi sẽ xem xét tất cả những ý kiến khác nhau, và tôi sẽ đưa ra quyết định đúng đắn. Đến đây thì chấm hết. <laughs> cô đã thua rồi, cô cô lên nhà. Với nỗi băn khoăn muốn giúp cho lớp trẻ ở hai dòng văn hóa trong những gia đình Việt Nam ở khắp các nước tự do. Vĩnh Tường đã đem kiến thức về tâm lý giáo dục, những kinh nghiệm giảng dạy trong ngành giáo dục, cùng với kinh nghiệm làm cha mẹ, làm ông bà từ Việt Nam đến Hoa Kỳ, và tham khảo rất là nhiều sách về giáo dục ở Hoa Kỳ để viết cuốn thứ nhất là Giáo dục con cái, cha mẹ là một tiên chức. Theo thiện ý, cuốn này có thể làm quà cho các con em mới lập gia đình, hoặc là cho các cha mẹ trẻ, hoặc có thể tặng cho các cháu bé mới thu nôi hoặc có thể xem để ôn lại làm cha mẹ chúng ta đã có những thiếu sót gì nhất là ở xứ sở có nhiều nền văn hóa khác nhau đến cuốn thứ hai dạy con không cần hình phạt cuốn này đang viết cuốn thứ ba lập gia đình đây là một cuốn góp nhặt ý kiến về hôn nhân đồng chủng dị chủng làm xuôi gia và giá trị gia đình trong xứ sở tự do với nhiều nền văn hóa phức tạp và cuốn thứ tư là những cánh chim hải âu the flying petrels giúp cho những thế hệ yêu chuồng tự do mãi không quên nguồn cội của mình với khả năng kiêm tốn có hàng, chỉ hy vọng sẽ giúp cho các gia đình trẻ ở các nước tự do đa chủng được bao nhiêu thì tùy ở nhu cầu của quý vị và các bạn nhưng có điều chắc chắn nhất là nơi đây một tấm lòng dân hiến quý vị và các bạn cần mua hãy vào link vietnamese blogspot com có trên màn hình và bấm vào bookstore link này có ghi lại ở phần trình bày ở dưới video xin chúc quý vị các bạn và các cháu được nhiều phúc báo và cuộc nói chuyện với bệnh dân kỳ thứ 301 các vấn đề kinh tế, trần nợ và pha thai. Tổng thống Trump vẫn làm chủ sân khấu CNN. Phần thứ ba, đến đây xin tạm dừng. Xin hẹn gặp lại cũng trong chương mục nói chuyện với bệnh dân kỳ tới trên diễn đàn độc lập. Kính chúc tất cả quý vị và các bạn những ngày vui khỏe và bình an. Rất mong quý vị và các bạn góp một tay bấm vào subscribe ô màu đỏ phía dưới nếu chưa từng làm. Quý vị thích tiếp tục được xem thì vui lòng bấm cho cái like, chia sẻ và đóng góp ý kiến càng nhiều càng tốt. Để giúp cho diễn đàn của quý vị và các bạn có sức thuyết phục YouTube, nhớ bấm vào nút chuông và chọn O để được thông báo có bài mới. Xin tạm biệt. Bye bye.